Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổng kết công tác năm 2014. Công ty chăn nuôi Tam Đảo cung cấp trên 48.300 con lợn giống bố mẹ. Phần tin quốc tế có các tin chính. Phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến Cuba thúc đẩy hợp tác song phương. Ông Katsuya Okada đã được bầu làm chủ tịch mới của Đảng Dân Chủ Nhật Bản đối lập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Năm 2014, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội ở các doanh nghiệp được duy trì và đẩy mạnh, đặc biệt là việc thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, công tác tình nghĩa trong hội viên, công tác xã hội từ thiện. Qua đánh giá, 100% chi hội, hội cựu chiến binh cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 50% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 100% gia đình hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2015, Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ như tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho hội viên, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trung ương, tỉnh, các ngành các cấp phát động. Phối hợp với đoàn khối doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy mạnh công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, thành lập tổ chức hội và phát triển hội viên, tổ chức các hoạt động về nguồn, làm tốt công tác tình nghĩa trong hội viên, vận động đóng góp quỹ mái ấm đồng đội giúp hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Hội nghị đã tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2014 và triển khai nhiệm vụ cho công tác này năm 2015. Năm 2014, nhờ có sự đầu tư và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đã đạt được những kết quả rất phấn khởi. Hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong năm đều hoàn thành, thậm chí có những chỉ tiêu còn vượt so với kế hoạch đề ra. Đối với chỉ tiêu giảm sinh, năm 2014, toàn tỉnh có tổng số trên 19.700 trẻ được sinh ra, giảm 1.500 trẻ so với năm 2013. Số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên cũng giảm 392 trẻ so với năm 2013. Trong đó, tỷ suất sinh giảm 1,6%. Năm 2014, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh giảm 1,79 điểm so với năm 2013. Hiện tỷ số này đang là 112 bé trai trên 100 bé gái. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng số đối tượng mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là trên 67.000 người, đạt 100% kế hoạch năm. Trong năm 2014, chi cục cũng đã thực hiện tốt một số đề án về nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trong năm, chi cục đã phối hợp tốt với các đơn vị y tế trong tỉnh, quản lý theo dõi, tư vấn sàng lọc trước sinh cho gần 14.000 bà mẹ đang mang thai, đạt 100% kế hoạch năm, và sàng lọc sơ sinh cho gần 3.000 trẻ trong tổng số trên 19.700 trẻ được sinh ra. Qua đó đã phát hiện được 84 trẻ nghi ngờ dương tính với bệnh thiếu men G6PD và một trẻ suy giáp trạng bẩm sinh, 3 trẻ sứt môi, hở hàm ếch. Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng dân số của tỉnh. Năm 2015, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của tỉnh sẽ tập trung nỗ lực để duy trì, ổn định mức giảm sinh, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu sự mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và đất nước. Công ty chăn nuôi Tam Đảo đóng trên địa bàn xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên là nơi cung cấp nhiều giống lợn ngoại có chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận. Được thành lập từ năm 1975, hoạt động theo mô hình hợp tác xã chăn nuôi với hơn 1.200 con giống ban đầu. Đến nay, công ty chăn nuôi Tam Đảo đã lai tạo và nhân giống được hàng chục triệu lợn giống ngoại, chất lượng, cung cấp ra thị trường. Riêng năm 2014, công ty đã cung ứng trên 48.300 con lợn giống ngoại, tương ứng với gần 2.380 tấn lợn giống. Trong thời gian vừa qua, công ty chúng tôi có quy mô đàn lợn giống là 3.000 lợn nái sinh sản. Trong năm vừa qua, công ty đã cung cấp số lượng
cho các tỉnh, trong đó có Vĩnh Phúc là năm 2014 là đạt sấp xỉ 50.000 con. Với cái giá thành sản xuất của năm 2014 thì công ty cũng có nhiều cái chuyển biến về năng suất, công tác kỹ thuật, đổi mới cái công nghệ sản xuất, nâng cao chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đặc biệt là chú trọng đến thị trường tiêu thụ, đặc biệt là cung cấp cho địa bàn xây dựng phát triển nông thôn mới phù hợp với cái điều kiện xu thế của thị trường hiện nay. Để cung cấp ra thị trường những con giống thực sự khỏe mạnh, an toàn dịch bệnh, công ty chăn nuôi Tam Đảo đã triển khai nhiều biện pháp chủ động, nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống các loại bệnh thường gặp ở lợn như lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả, tụ huyết trùng, v.v. Bên cạnh đó, việc phòng bệnh bằng biện pháp khử trùng tiêu độc, tiêm phòng vaccine luôn được đảm bảo. Cán bộ kỹ thuật của công ty còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình phát triển của đàn lợn, chú trọng tới khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho đàn lợn. Để tự chủ trong chăn nuôi, năm 2000, công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm dây chuyền tự sản xuất thức ăn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc đàn lợn, nhiều năm qua, tình hình dịch bệnh ở công ty luôn được kiểm soát, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, đảm bảo chất lượng con giống cung cấp ra thị trường. Năm 2015, công ty chúng tôi tiếp tục phát triển với quy mô dự kiến 3 giống lợn chính, Yorkshire, Landrat và Duroc, là cái thị trường tương đối phù hợp với các tỉnh phía Bắc. Với phương châm sản xuất kinh doanh gắn liền với chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, công ty chăn nuôi Tam Đảo luôn hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Năm 2014, doanh thu của công ty đạt trên 127 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013. Thường xuyên đảm bảo đủ việc làm cho hơn 200 công nhân với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng. 100% công nhân của công ty được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước. Tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tập đoàn Goodyear đã thành lập và ra mắt AutoCare mang tên Phượng Hạnh. Đây là dịch vụ chăm sóc lốp ô tô chuyên nghiệp đầu tiên tại khu vực miền Bắc. Được biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng xe hơi của người tiêu dùng ngày càng cao. Do vậy, các dịch vụ đi kèm cũng là một đòi hỏi tất yếu. Việc ra mắt showroom chăm sóc lốp chuyên nghiệp sẽ đáp ứng được những đòi hỏi của khách hàng. Đây là dịch vụ chăm sóc ô tô hiện đại với hệ thống máy móc trang thiết bị toàn diện sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí và thời gian khi đến bảo dưỡng và chăm sóc ô tô. Được biết, Goodyear AutoCare là mô hình chăm sóc ô tô chuyên nghiệp hiện đại, hiện đã có trụ sở tại 22 quốc gia. Tại Việt Nam, Goodyear đã được người tiêu dùng biết đến từ năm 2012 khi hãng thành lập trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã đến Cuba trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Barack Obama thông báo tháng trước là Washington sẽ bình thường hóa quan hệ với đảo quốc này. Đây là chuyến công tác đầu tiên của nghị sĩ Quốc hội Mỹ tại Cuba kể từ khi hai nước tuyên bố kế hoạch bình thường hóa quan hệ vào tháng 12 vừa qua. Phái đoàn đến thăm Cuba gồm 4 thượng nghị sĩ và 2 hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ, do thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu. Tại đây, các nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương, xúc tiến kế hoạch bình thường quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tiến tới một mối quan hệ mang tính xây dựng trong tương lai. Trong chương trình làm việc 3 ngày tại Cuba, các nhà lập pháp Mỹ sẽ tiếp xúc với cán bộ chính quyền và đại sứ nhiều nước châu Âu và châu Mỹ khác như Mexico, Tây Ban Nha, Na Uy và Colombia. Thành viên Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, đã chọn ông Katsuya Okada, quyền chủ tịch đảng, làm lãnh đạo mới sau vòng bầu cử thứ hai. Đảng này đang cố gắng khởi động lại sau khi thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử tháng trước. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên thì không ai trong số 3 ứng cử viên được đa số điểm từ phiếu bầu của người ủng hộ thông thường, nghị sĩ địa phương và nghị sĩ quốc hội. Trong vòng bầu cử thứ hai, ông Okada giành được 133 điểm, còn ông Osono Goshi giành được 120 điểm. Ông Okada từ lâu đã là thành viên đóng vai trò trung tâm trong Đảng Dân Chủ. Ông đã từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và chức Phó Thủ tướng khi Đảng Dân Chủ còn nắm quyền. Ngày 18 tháng 1, tại công viên Lizan ở thủ đô Manila của Philippines đã diễn ra thánh lễ ngoài trời của Giáo hoàng Francis. Đây là thánh lễ cuối cùng của Giáo hoàng Francis trước khi kết thúc chuyến thăm Philippines kéo dài 5 ngày. Thánh lễ ngoài trời tại công viên Rizal là một trong những sự kiện tập trung đông người nhất trong lịch sử Philippines.
Theo các nhà tổ chức, có khoảng 6 triệu người tham dự thánh lễ, đông hơn so với con số 5 triệu người có mặt tại một sự kiện tương tự của giáo hoàng John Paul tổ chức 20 năm trước đây. Giáo hoàng Francis dành một phần trong thánh lễ cho các nạn nhân của bão Haiyan. Cơn bão đã làm 6.300 người thiệt mạng và 1 triệu người mất nhà cửa tại Philippines. Trước đó, giáo hoàng Francis đã có cuộc gặp hàng chục ngàn lãnh đạo tôn giáo và giới học sinh sinh viên tại trường đại học Santo Tomas. Tại đây, ông đã lắng nghe câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trên đường phố. Cuối tuần qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trở về nước sau chuyến công du tới 7 quốc gia. Tổng thống Maduro đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Rất nhiều người dân đã đứng hai bên đường nhảy múa, ca hát và hô các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Maduro khi đoàn xe của ông tiến tới phủ Tổng thống ở thủ đô Caracas. Tổng thống Maduro cho biết chuyến công du nước ngoài của ông đã thành công với việc kêu gọi các khoản đầu tư mới từ Trung Quốc, hình thành liên minh tài chính mới với Qatar và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nga trong lĩnh vực dầu mỏ và hợp tác quân sự. Dự kiến, ngay sau khi về nước, ông Maduro sẽ có một loạt cuộc họp với giới chức ngành kinh tế nước này nhằm đưa ra biện pháp đảm bảo hoạt động sản xuất và sự phân phối nhu yếu phẩm đến người dân. Ít nhất 5 người thiệt mạng trong ngày biểu tình thứ hai tại Cộng hòa Niger nhằm phản đối ấn phẩm mới của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo tiếp tục in hình nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad, nâng tổng số người chết vì bạo lực lên con số 10 người. Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình, đa phần là thanh niên đốt cháy nhiều nhà thờ, cướp phá nhiều cửa hàng ở thủ đô Niamey. Ngoài ra, một đồn cảnh sát bị tấn công và ít nhất 2 xe cảnh sát bị thiêu rụi. Tổng thống Niger, ông Mahamadou Issoufou xác nhận trong số 5 thường dân bị thiệt mạng hôm 16 tháng 1, 4 người đã chết trong các nhà thờ hoặc quán bar bị đốt. Ông khẳng định sẽ điều tra và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực này. Ông Issoufou cũng cho biết ông sẽ không ủng hộ trước việc Charlie Hebdo tiếp tục việc in biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng, của Đảng và nhân dân ta. 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc, làm trọn nghĩa vụ quốc tế. Và thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Con yêu ba con lắm. Ba bán hàng ở chợ. Mỗi lần đi về, ba hay mua đồ chơi lắm. Lâu lâu ba hay về trễ. Đó là lúc ba vui với mấy chú mấy bác. Con tưởng ba hết thương con. Hôm nay ba cũng về trễ. Ba ơi, con đang đợi ba ơi. Ba về mau đi. Phạt tiền đến 3 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày, tước giấy phép lái xe đến 60 ngày.